Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì trời vừa mưa xong mọi người ạ. Nên là ta sẽ ra sân bóng này để test thử cái xe cày mọi người nha. Bây giờ thì ta sẽ test thử là đi xoay một vòng như xe đua nha mọi người. Bây giờ thì ta sẽ nổ máy nha mọi người nha. Mọi người cùng theo dõi nha. Nếu mà hay thì mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người nha. Bây giờ thì thử tay đua nha mọi người. Thank you.
vì đó thôi. Video mình kết thúc tại đây, thì mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký kênh nhé.